Biên Hòa từ lâu được xem là một địa điểm du lịch nổi tiếng được rất nhiều du khách trong và ngoài nước ưa thích. Chính vì vậy mà những quán buffet cũng không ngừng xuất hiện. Nhưng liệu bạn có biết địa điểm buffet nào tại đây vừa ngon lại vừa chất lượng? Bạn đang muốn ăn buffet hải sản cùng gia đình. Bạn muốn tìm kiếm địa chỉ cung cấp buffet ngon và chất lượng. Và đây chính là video dành cho bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết thêm một địa chỉ ăn buffet đang hot tại thành phố Biên Hòa với thực đơn phong phú và đa dạng. Quán mở cửa từ 15 giờ đến hơn 23 giờ đêm. Quán mà mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn là quán buffet cô béo 199K, Cao Thị Oanh. Chuyên phục vụ các món bò hải sản tươi sống, lẩu và nướng chỉ với 199K ăn uống tẹt ga. Và nơi đây thích hợp để tổ chức tiệc cũng như các bữa ăn gia đình. Không gian quán thì ta nói nó rộng rãi, thoáng mát. Quán nằm ngay mặt tiền đường lớn, thuận tiện cho việc tìm kiếm và di chuyển. Chỗ để xe rộng rãi, có camera an ninh nên đảm bảo an toàn. Nhân viên phục vụ tận tình, nhanh chóng. Thực đơn tại đây đa dạng với rất nhiều món khác nhau. Nguồn nguyên liệu sạch, tươi ngon được chế biến liên tục. Bạn có thể tự mình lựa chọn các món ăn với số lượng tùy thích với giá vé không đổi là 199K cho những ngày thường và 239K cho các ngày lễ thứ Bảy và Chủ nhật. Tuy nhiên, chính sách phụ thu với thức ăn thừa được quy định rõ ràng, vừa thỏa mãn nhu cầu ăn uống cho khách hàng vừa tránh lãng phí thức ăn. Nào các bạn cùng mình vào khám phá và trải nghiệm xem quán buffet nướng và lẩu cô béo, Cao Thị Oanh xem có gì mà hấp dẫn đến thế nha. Địa chỉ quán nằm trên đường Võ Thị 6 hay đường 5 nối dài, thuộc phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Xin chào quý cô chú chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt trên đường 5 nối dài. Ở đây là thuộc đường Võ Thị 6, khu phố 4, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Đây đối diện là quán ốc chỉ, ăn ngon, giá rẻ. Nhưng mà hôm nay em sẽ mời cô chú chị bạn cùng em tham quan và trải nghiệm quán buffet cô béo. Đây, bò hải sản tươi sống với 199K, buffet lẩu nướng nha cô chú chị. Đây là không gian quán nè, không gian quán rất là rộng rãi thoáng mát. Hiện tại giờ này là 7 giờ đêm, còn có chỗ để xe hơi này, có chỗ để xe gắn máy phía bên kia. Đó. Rồi. Phía bên đây là quầy mua vé nè. Đấy, quầy mua vé. Đây, chào chị. Đây, suất ăn người lớn là 190K nè. Trẻ em là 1m1 đến 1m35 là 139K. Đấy. Còn suất chè trẻ em mà dưới 1m1 là mình được miễn phí. Rồi, mình sẽ vào bên trong quay cho cô chú chị xem nha. Bên trong đây có những cái món gì đây. Đây, càng lúc khách càng đông lên, bữa nay là giao thứ năm. Nay là thứ năm, ngày 3 tháng 8 năm 2023 của chúng chị. Đây, đây là giọt nè. Đây, giọt. Rồi, bên đây là tôm. Đây, tôm tôm sông nè. Còn bên đây là cá cá cam, cá nục à, cá nục ốp. Đây để mình nướng nữa, gói cho bạc nướng nha. Còn cái này là gì ta? Sò dẻo hay em? Sò sữa. À ở đây là sò sữa này. Trong đây là sò dẻo đúng không? Dạ đúng rồi. Trong đó sò dẻo. Rồi, bây giờ phía bên trong nghe cô chú chị ơi. Rồi. Ở đây là sò lông hả? Dạ. À này là sò lông. À, sò lông tách vỏ rồi nè. Đấy, ai thích ăn mỡ hành nướng thì cho thêm mỡ hành vào nha. Bữa nay vợ chồng em với lại thằng em đi ăn quán, sẵn thấy quán đồ hấp dẫn quay chia sẻ với cô chú chị mọi người. Ai Biên Hòa chưa biết đến quán này thì đến đây ăn uống và trải nghiệm nha. Đây sò diệp. Rồi phía bên đây là những cái món mà chế biến sẵn này nè. Cái này là ốc hương nè. Ốc hương. Rồi nghêu, nghêu hấp xả. À. Đây là khèo nèo ha. Cái này ăn chung với lẩu hay làm gì ta? Đúng rồi, đúng rồi. Ăn chung cái này ăn chung với lẩu ha. Đúng rồi. Còn này ốc gì đây? Ốc nhảy. Ốc nhảy cái này ốc nhảy ha. Cái này là ốc bu ha. Dạ. Đây. Đây có những cái món ăn kèm. Rồi cái này là gỏi có sen. Dạ. Hồi nãy anh tính đâu là gỏi gì ta? Dừa ta. Đưa gì củ dừa chứ. Dạ. Anh tính đâu củ dừa. À. Đây. Rồi
Còn cái này là hào chén nè, hào chén phô mai nè, hào chén mơ hành nè. À, còn cái này là ta ốc len không? Đây món ăn là chạy dài tới kia luôn. À, cứ hết là ở trong phục vụ ở trong người ta đây cứ đem ra liên tục ha. Rồi. Cái này là rồi ngó sen luôn ha. Lỗi tai heo này ha. Rồi, bên đây là xà lách này. Đây những món ăn kèm ăn vặt thêm nè ha. Đó, này là khoai tây chiên. Này khoai là khoai lang đúng không em? Dạ đúng rồi. Khoai lang nướng nè, bánh bao á. Chả giò. Rồi bánh mì ha. Rồi khu vực trái cây tráng miệng nè. Đây có táo. Đó. Có củ sắn, ổi, các loại. Rất là nhiều món luôn. Đây, quay chia sẻ với mọi người ha. Món ăn. Còn cái này này bún đậu này. Đấy bún đậu chấm chấm nước tương. Đấy, tương này là cơm chiên. Này là cơm chiên cá mặn ha. Cá mặn chiên trứng. Này là mì xào. Rồi. Còn này là gà. Còn cái này là kagi. Cái này kagi đúng không em? Sườn kho. Sườn kho à? Thấy giống kagi nữa. Sườn kho. Sườn kho mình chấm bánh mì đúng không? Dạ đúng rồi. Chấm bánh mì. Rồi cái này là súp cua ha. Súp cua. Rồi, đây có cái bảng lưu ý nha ha. À, ăn vừa đủ dùng. Có dư thì phụ thuộc thêm 50k. Còn đây là khu vực đồ tươi để mình nướng ăn nè. Đây có sườn ha. Có chân gà cút xương. Rồi có lòng gà. Rồi cá hồi. Còn cái này là gì ta? Cá gì đây? Cái này á. Theo kinh nghiệm làm mười mấy ngày của em chắc là bị sữa. Hả? Không, ức gà, cái này ức gà nhỉ? Không, ức gà. Bị sữa là phía bên kia là em thấy hết rồi đó. À. Sườn. Rồi, nhóc món ở chừng luôn, quá nhiều món, tha hồ ăn. Rồi khu vực đây mực nè. Đó. Rồi bể sữa nè. Nãy sụn. Rồi cái này mực ống nè, mực ống cà. Đây là dạng nước chấm này. Đấy. Đây mỡ hành ha. Còn cái này hồi nãy nó sa tế nè. Còn này chấm chao ha. Còn cái này nè. Dạ, mướp đỏ. À, mướp đỏ rồi mướp xanh. Còn cái này là mắm ngọt ha, chua ngọt đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây cũng vậy luôn ha. Dạ đúng rồi. Chua ngọt luôn ha. Rồi. Đấy, được em đây quản lý đây hả? Dạ không, em là nhân viên. Nhân viên hả? Thấy nhiệt tình ghê. Nhân viên đây nhiệt tình lắm nghe cô chú chị. Em sinh viên hả? Dạ. À. Đây bạn của mình đây. Ăn hết rồi, ăn hết thì lấy thêm. Ai muốn ăn gì lấy thêm. Đây, bên đây đi chung với vợ với thằng em. Thằng trai. Ra đây ăn sẵn rồi quay chia sẻ với mọi người. Thấy muối ớt đỏ với muối chua ngọt hả? Mắm chua ngọt chứ. Rồi, chấm rồi. Chấm phía đây rồi có này.
khách ngày càng lớn càng đông nha, càng lúc càng đông. Đi chồng. Đây bộ nướng tảng này. Đây quá trời ngon luôn. Ốp ăn cũng vừa miệng lắm. Đấy, tôm này, tôm nướng xong rồi này. Để bóc ra con ăn nữa. Đấy, ai và mua vé thì sẽ được cái vòng đeo tay thế này. Đấy, thì chứng minh đã mua vé rồi. Ngon không em? Tôm rất là tươi. Bò nướng tảng này, nướng hấp dẫn nè. Đây bẻ sữa nè, bẻ sữa nướng nè. Đây đi lấy thêm. Đây, đi ra đây lấy thêm ít đồ. Rồi giờ đem đồ mới nhóc luôn nha, bò cuộn nữa nè, tảng này sốt ốp nó sốt này, nó sốt đồ nướng nè, đủ loại hết, dưới này lên thêm, cái này mật ong nước mắm hả? Sốt thì phải có tiêu. Cái tiêu, tiêu xanh, tiêu xanh. Tiếp tục qua bên đây. Đây, quán càng ngày càng đông lên này thôi, chính thì thôi. Đây là giờ thứ năm đó nha, chứ là thứ bảy cũng nhiều phải chắc đông lắm. Thôi, gia đình em mời cô chú anh chị các bạn bữa gia đình em nha. Thôi, video tới đây em xin tạm dừng. Nếu cô chú anh chị ở Biên Hòa hoặc là ở gần khu vực này, nếu chưa đến quán lẩu nướng buffet chỗ quán cô béo thì cô chú anh chị đến mình dùng thử và trải nghiệm nha. Giá cả cũng bình dân thôi, 199k là thoải mái rồi. Đồ tươi sống ngon.